Tám cặp con giáp đại xung đại khắc, không nghèo khổ cả đời thì cũng đứt gánh giữa đường. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà chúng ta thường nói rằng thuận vợ thuận chồng thì tát biển đồng cũng cạn. Vậy nên hai người đến được với nhau và xây dựng cho mình được một mái ấm gia đình êm ấm hạnh phúc thì không thể thiếu được sự hòa hợp từ cả đôi bên. Theo các chuyên gia về tử vi học, việc xác định hai người có phù hợp để kết hôn hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác nhau. Nhưng về cơ bản, dựa vào tuổi con giáp có thể xác định được 90% về sự hòa hợp của hai vợ chồng trong suốt hành trình trăm năm này. Một số cặp đôi con giáp từ khi sinh ra đã được trời định sẵn là xung khắc mọi bề. Nếu lấy nhau về thì làm gì cũng đổ vỡ, tiền kiếm được như núi rồi cuối cùng cũng bị cuốn trôi đi hết. Cuối cùng lại hoàn tay trắng. Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các cặp con giáp xung khắc nếu cố chấp lấy nhau thì sớm muộn giữa họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cuộc sống vợ chồng không êm ấm, gặp nhiều thị phi. Tuổi Tý, tuổi Ngọ. Tuổi Tý thì thường coi trọng tiền bạc hơn là tình cảm, hôn nhân gia đình. Trong khi đó thì tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ thì lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó mà hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp. Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển, nhưng tuổi Tý thì lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá là cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó mà nếu cứ khăng khăng để với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Từ đó khiến cho hôn nhân trở thành nấm mồ của tình yêu. 2. Tuổi Sửu, tuổi Mùi. Trong khi tuổi Mùi mộng mơ, hơi lập dị, thường có tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó mà hai con giáp luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như là tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó thì những người tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi mà yêu nhau, ban đầu hai con giáp này có thể nhút nhát, nhưng về lâu dài, mối quan hệ này sẽ khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy mà cặp đôi này dễ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc và dần dần đường ai nấy đi. 3. Tuổi Dần, tuổi Thân. Những người tuổi Dần và tuổi Thân thì đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân thì muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, trong khi tuổi Dần thì cần tự do. Do đó mà nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng sẽ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái. 4. Tuổi Dần, tuổi Tỵ. Dần và Tỵ là hai con giáp một tính một động, nhưng có điểm chung là đều vô cùng thông minh, giàu trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cao. Tuy nhiên thì tuổi Dần khẳng khái, hào phóng bao nhiêu thì tuổi Tỵ lại cẩn trọng, chấp nhận và đa nghi bấy nhiêu. Không cần biết khi mà yêu nhau, chuyện tình cảm của cặp đôi này tươi đẹp đến thế nào, nhưng mà khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ vướng mắc vô vàn thị phi. Bạn thì ít, thù thì nhiều, tiền tài tiêu tán. Càng sống lâu với nhau, tiền bạc kiếm được càng nhiều thì hao hụt càng nhiều. Nguyên nhân là do cặp con giáp này thuộc bộ tứ hành xung và tuổi Dần thường khắc chế, kìm hãm những điểm mạnh của tuổi Tỵ. 5. Tuổi Mão, tuổi Dậu. Tuổi Mão và Dậu là một trong những cặp con giáp xung khắc nhau trong hôn nhân do tính cách của hai con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau. Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khi mà giải quyết các vấn đề thực tế. Trong khi tuổi Dậu thì luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy mà trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là một người rất đoản. Còn trong mắt Mão thì Dậu thường hay đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Ngoài ra thì tuổi Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích đảm trách nhiệm. Nhưng tuổi Dậu lại là người khá cầu toàn nên Mão khó lòng mà đáp ứng được tiêu chuẩn do Dậu đề ra.
Nếu cố gắng với nhau về lâu dài thì ắt cặp đôi này sẽ cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh mâu thuẫn khiến cho hôn nhân tan vỡ. 6. Tuổi Thìn, tuổi Tuất. Nằm trong bộ tứ con giáp xung khắc nên Thìn và Tuất thì không nên thành đôi thành cặp. Những người tuổi Thìn thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khá là gia trưởng, thích thị uy với người khác, không chấp nhận sự xem nhẹ và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặt sự nghiệp lên trên chuyện gia đình. Trong khi đó thì những người tuổi Tuất lại sống trung thực, không thích làm theo lệnh của người khác. Tuy không giỏi giao tiếp nhưng biết cách chăm sóc gia đình, rất hay ghen và đa nghi. Cho nên nếu sánh đôi cùng nhau, cả hai sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi, khó lòng hòa hợp. 7. Tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Trong khi tuổi Hợi là những người thẳng thắn, nhạy cảm thì tuổi Tỵ lại thích đi đường vòng, thường đưa ra ý kiến chủ quan và điều này khiến cho tuổi Hợi rất tức tối, khó chịu. Ngoài ra thì tuổi Tỵ còn rất hay ghen tuông mù quáng và cảm thấy bất an trong mối quan hệ tình yêu. Mặc dù tuổi Hợi khi mà yêu ai thường chỉ chung thủy với người đó, tuy nhiên thì tuổi Hợi thường cất giấu những bí mật cho riêng mình và điều này khiến cho tuổi Tỵ nghi ngờ, khó chịu và thậm chí là đặt điều cho Hợi. Trong tình yêu, hôn nhân, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì chắc chắn mối quan hệ này cũng sẽ không thể kéo dài được bao lâu. 8. Tuổi Hợi, tuổi Thân. Trong khi tuổi Hợi thích chó mũi vào chuyện của người khác, dám làm mà không dám nhận, thì tuổi Thân lại khá là nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn và khá là cứng nhắc bảo thủ. Ngoài ra thì Thân thuộc tiếp người tự lập, luôn đứng vững trong xã hội bằng chính khả năng của mình. Trong khi tuổi Hợi thì lại tự làm và tự quyết, không biết nhường nhịn. Chính vì thế mà nếu về chung một nhà, dù Thân có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa thì Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Cặp con giáp xung khắc này sẽ kìm hãm lẫn nhau, khiến cho chuyện kinh doanh đi vào ngõ cụt, cuộc sống vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, khiến tiền tài ngày càng giảm sút, tình cảm vợ chồng ngày một nguội lạnh. Quý vị thân mến, biết được trước những con giáp xung khắc này để mà tránh thì là rất tốt, nhưng ở đời đâu có chuyện dễ dàng đến như vậy. Đôi khi chúng ta lấy nhau về rồi thì mới biết mình bị xung khắc, do họ quá yêu nhau mà thường người ta không để ý đến. Trong trường hợp lỡ lấy nhau mà bị phạm phải thì con giáp xung khắc cũng có nhiều cách để giải quyết. Cách đầu tiên là sử dụng bộ lục hợp để hóa giải. Ví dụ, tuổi Tý lấy Ngọ thì chọn năm Sửu hoặc là Mùi sinh con thì sẽ hóa giải được. Vì Tý Sửu nhị hợp thì sẽ không xung với Ngọ, Ngọ Mùi nhị hợp thì sẽ không xung với Tý. Các con giáp khác thì cũng làm tương tự như vậy. Quý vị hãy gọi ngay đến hotline của chúng tôi để được tư vấn cụ thể cách hóa giải khi gặp phải xung khắc, từ xung khắc vợ chồng, con cái hay là trong quan hệ làm ăn. Cách thứ hai, sử dụng vật phẩm phong thủy để chế hóa những xung khắc này. Hoặc là theo các chuyên gia phong thủy tâm linh, cách đơn giản nhất là sử dụng pháp khí phong thủy theo bộ tam hợp, tức là luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân và minh quang pháp bảo. Đây là hai vật phẩm phong thủy chuyên về hòa hợp vợ chồng, hòa hợp đồng nghiệp và trong mối quan hệ giao tiếp với xã hội. Như quý vị và các bạn đã biết, dù từ đầu tháng 5 âm lịch tới nay, những con giáp này có thể gặp phải vận xui hoặc là may mắn, nhưng chúng được dự đoán là ba con giáp phát tài trong 10 ngày tới. Đó là những con giáp nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi qua nội dung sau. 10 ngày tới, ba con giáp này hốt sạch lộc trời, giàu bất thình lình. Cuộc sống biến đổi liên tục và mỗi ngày một trôi qua thì con người lại phải đối mặt với những chuyện khác nhau mà không ai lường trước được. Có thể vào đầu tháng, tử vi 12 con giáp nói rằng con giáp này sẽ gặp may mắn, con giáp kia thì vận xui xẻo và cần phải cẩn trọng trong tháng. Thế nhưng vận đổi sao rời, mọi thứ đều có thể bị thay đổi. Bởi nếu những con giáp được dự đoán là sẽ phát tài phát lộc trong tháng nhưng lại không chịu cố gắng thì thần tài cũng chán nản mà bỏ đi mất. Ngược lại, những con giáp dự đoán sẽ gặp phải nhiều điều xui xẻo nhưng từ đó mà cẩn thận trong từng việc thì việc gì cũng hoàn thành và đổi vận. Vì vậy mà có thể ba con giáp dưới đây ở đầu tháng được cho là gặp đen đủi liên tiếp nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, chúng lại trở thành top 3 con giáp phát tài trong 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ. Đầu tiên đó là tuổi Dần.
Vào đầu tháng 5 âm lịch thì các chuyên gia tử vi học có dự đoán rằng tuổi Dần là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 5 âm lịch vì vận trình của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc không phanh. Cụ thể, trong công việc, tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên hay là cấp dưới. Dù việc làm luôn chân luôn tay nhưng cảm giác mọi thứ vẫn bất lợi, kết quả là không đạt được như ý muốn. Thế nhưng, từ sau Tết Đoan Ngọ thì vận may của tuổi Dần sẽ được cải thiện và những nỗ lực của họ trong sự nghiệp sẽ được công nhận. Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, nghiêm túc, có trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo nhất định. Tuy đôi khi lời nói của họ có thể xúc phạm người khác, gây tổn thương nhưng họ vẫn luôn được người khác thông cảm và giúp đỡ. Đặc biệt là trong 10 ngày tới, sau Tết Đoan Ngọ. Vì vậy, tuổi Dần nên nắm bắt tốt những cơ hội có trong thời điểm này để cải thiện thu nhập vào cuối tháng. Tuổi Thìn. Ngay từ đầu tháng 5 âm lịch thì tuổi Thìn đã được dự đoán là một trong 5 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Tuy đã được quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Thìn còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo so với hồi đầu tháng và lọt vào top 3 con giáp phát tài trong 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ. Những người tuổi Thìn là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong 10 ngày tiếp theo. Đặc biệt, sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Thìn có thể có cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan tiến chức. 3. Tuổi Tỵ. Tuy từ đầu tháng 5 tới nay thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường đối với tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn. Nhưng trong 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Tỵ lại bước lên đỉnh cao nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân thì cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì những lý do này mà tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài trong 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ. Quý vị thân mến, sau Tết Đoan Ngọ thì cũng chẳng được yên thân khi mà đủ loại rắc rối ập đến, chính là những con giáp xui xẻo. Nếu là một trong số họ, bạn cũng đừng vội bi quan bởi cuộc sống thăng trầm là chuyện bình thường. Vậy, hãy cùng xem đó là những con giáp nào trong 12 con giáp qua nội dung tiếp theo. Tuổi Tý. Người tuổi Tý thì nên bình tĩnh giải quyết từng việc sau Tết Đoan Ngọ. Tiền bạc cũng nên giữ chặt trong ví, không nên tiêu pha quá là lãng phí. Về chuyện tình cảm thì các cặp vợ chồng tuổi Tý dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái. Lời khuyên cho tuổi Tý là hãy bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau, cố gắng mở lòng mình hơn để lắng nghe đối phương. Tuổi Sửu. Sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Sửu sẽ đạt được những điều mình mong muốn nhờ có được sự giúp đỡ của quý nhân, từ đó mà tiền bạc cứ như nước chảy vào tài khoản. Người làm công ăn lương thì tuy tất bật với núi công việc, nhưng mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên thì vận trình đường tình duyên của tuổi Sửu lại gặp phải một chút khó khăn, trở ngại khi mà đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì nên cẩn thận trong việc chi tiêu, cố gắng kiểm soát túi tiền của mình một cách hợp lý, tránh ném tiền vào những thứ không cần thiết. Chuyện tình cảm của tuổi Dần thì có phần khởi sắc khi mà bản mệnh và đối phương có sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa cuộc đời mình. Tuổi Mão. Sau Tết Đoan Ngọ dự báo, những người tuổi Mão sẽ có thể vướng phải một số thị phi tại nơi làm việc. Lời khuyên cho tuổi Mão đó là tốt nhất, bản mệnh nên tập trung vào công việc của mình, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu xung quanh để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc. Sức khỏe của tuổi Mão thì không được tốt lắm trong ngày hôm nay, do đó mà bản mệnh nên cẩn thận kẻo bị ốm. Tuổi Thìn. Tài chính của tuổi Thìn thì tương đối ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập nên con giáp này không bị sức ép về tiền bạc, thoải mái chi tiêu, mua sắm theo ý thích của mình. Thế nhưng, chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn thì lại không mấy suôn sẻ do gặp phải không ít sự ngăn cản từ người thân. Giải pháp tốt nhất cho tuổi Thìn đó là không nên quá xúc động mà hãy lắng nghe mọi người nhận xét gì về một nửa kia của mình mà bình tĩnh giải quyết nếu mọi người đánh giá sai, có hiểu nhầm với nửa kia. Tuổi Tỵ.
Theo các chuyên gia tử vi học cho thấy, những người tuổi Tỵ có thể gặp phải một số khó khăn trong công việc. Cách tốt nhất là bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Càng vội vàng hấp tấp thì càng dễ mắc sai lầm, khiến cho mọi thứ rối tinh lên. Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ thì có nhiều bước tiến mới. Các cặp đôi vẫn yêu thương mặn nồng, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, trong khi những người độc thân thì có thể thoát kiếp độc thân. Tuổi Ngọ. Sau Tết Đoan Ngọ thì ngày mới của tuổi Ngọ có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong công việc thì tuổi Ngọ có thể bị kẻ tiểu nhân vây hãm, quấy phá, khiến cho con giáp này vô cùng mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, những người làm ăn kinh doanh thì lại được quý nhân giúp đỡ, nên có thể ký được một vài hợp đồng béo bở, tiền bạc cứ ảo ảo đổ vào túi. Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ thì vẫn diễn ra êm đẹp khi mà bản mệnh được đối phương luôn ở bên cạnh, động viên, quan tâm, chăm sóc. Tuổi Mùi. Sau Tết Đoan Ngọ thì cho thấy công việc của tuổi Mùi thì vẫn diễn ra suôn sẻ, vấn đề tiền bạc không còn là mối lo lắng vì công việc phụ cũng mang lại cho bản mệnh nguồn thu nhập khá tốt. Trong chuyện tình cảm thì vận đào hoa của tuổi Mùi sáng sủa, có cơ hội tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Tuổi Thân. Tuy tuổi Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc, nhưng trên phương diện tình cảm, tuổi Thân lại phải đối mặt với nhiều xung đột, đặc biệt là đối với những người đã lập gia đình. Con giáp này khó giữ được hòa khí với người thân, vợ chồng dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngoài ra thì tuổi Thân cũng nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Tuổi Dậu. Thầy phong thủy dự báo tuổi Dậu có được quý nhân chỉ lối nên có cơ hội phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân. Công việc tiến triển suôn sẻ nên nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và cấp trên. Vận trình tài lộc nhờ đó mà được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên thì vận đào hoa của tuổi Dậu lại khá là xấu, các cặp đôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt, trong khi người độc thân thì khó thoát khỏi kiếp ép. Tuổi Tuất. Công việc của tuổi Tuất thì vẫn tiến triển thuận lợi, nguồn thu nhập ổn định và thậm chí là có dư dôi. Chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất vẫn êm đẹp, hạnh phúc như thuở ban đầu. Thế nhưng con giáp này nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống và rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày, vì sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu xuống dốc. Tuổi Hợi. Sau Tết Đoan Ngọ cho thấy thì công việc của tuổi Hợi vẫn diễn ra suôn sẻ, tuy có một vài kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không gặp phải trở ngại gì lớn. Về phương diện tình cảm, cuối cùng những người độc thân tuổi Hợi cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Các cặp đôi, vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn nội dung những con giáp may mắn và những con giáp bị thiếu may mắn sau Tết Đoan Ngọ. Quý vị thân mến, mỗi con giáp đều mang trong mình những hạt giống thành công, lúc này không may mắn thì lúc khác sẽ gặp. Ông trời không phụ lòng người. Vì vậy mà quý vị nếu không được may mắn nằm trong những con giáp trên thì cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ chia sẻ những công thức may mắn của bạn trong những video tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin hay và bổ ích mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video sau.